Hello các bạn, giờ hai mẹ con mình sẽ thử đào củ túc này như thế nào. Tại vì cái cây này nó cũng bự lắm rồi, nhưng mà con mới trồng đây thôi à, kiếm mấy trái củ ăn. Kết quả như thế nào coi biết. Nhà mình củ túc rất là nhiều. Chưa có hả má? Chưa có đâu. Đào sao thứ má? Từ từ vô thôi. Còn nhỏ quá hả? Con nhỏ bỏ lại mới hay. Bỏ vô liền chứ ra. Thôi được rồi, ít quá không có củ rồi, chưa có củ còn nhỏ quá. Khô này, khô đắt. Con lại liền có tưới vô đó cũng lúc rồi.